chấn động, thầy Tử Vi tiết lộ sự thật bất ngờ. Tuổi Đinh Dậu sinh 1957, Phật độ hết khổ, trúng lớn liên tiếp, bỗng trở mình đổi đời vào nước dách. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, phát tài cực mạnh. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh 1957 thân mến, thời gian trôi đi ai rồi cũng sẽ già, những sợi tóc chuyển sang màu bạc, những nếp nhăn trên gương mặt và những bước chân chậm chạp là báo hiệu của tuổi già đã đến. Ai cũng phải trải qua quy luật của con người, của dòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử. Lúc con cháu trưởng thành khôn lớn cũng là lúc ông bà, cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống, và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm chăm sóc. Và đến tuổi xế chiều này, nhiều quý cô bác tuổi Đinh Dậu cũng rất cần quan tâm đến vận hạn tài lộc, gia đạo và sức khỏe của mình nữa, đúng không nào? Được biết bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh 1957, cuộc sống hồi bé cơ cực vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, lam lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bền vững. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện nên đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, dù được dự báo bản mệnh bị nhiều hung tinh rình rập, nhưng sẽ được ơn trên ban lộc, lục hợp chống lưng, phước đức đầy tay, mọi khó khăn vất vả đều tan biến, tai qua nạn khỏi, dược hạn dương lên. Thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két, 10 phân dạng 10. Đặc biệt, mừng một cái là đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch tới mọi điều sẽ khác. Đối với bản mệnh tuổi Đinh Dậu, cái vận của 1957 sẽ thay đổi theo cái cách mà họ tích đức bấy lâu nay. Tuy có hơi muộn một chút nhưng cuộc đời của bản mệnh vẫn thăng hoa rực rỡ, tiền bạc kéo đến trả sạch nợ nần, người người ngưỡng mộ, từ đây sẽ hưởng một cuộc sống an nhàn. Tuổi Đinh Dậu sinh 1957, hay còn gọi là độc lập chi kê, tức là gà độc thân, ngũ hành sơn hạ quả, mệnh quả, tức lửa dưới núi. Cung phi đoài, tướng xương con gà, tướng tinh con khỉ, nam cung đoài kim, tây tứ mệnh, nữ cung cấn thổ, tây tứ mệnh. Người tuổi Đinh Dậu sinh 1957, mang đầy đủ tính cách của thiên can đinh. Người thiên can đinh là âm quả, tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh, trong nóng, nhu trung, hữu cương. Khi nhìn bề ngoài, mọi người thường đánh giá họ có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo, nhưng bên trong người họ lại có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn. Trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài, đặc biệt họ tế nhị, nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người. Trong đầu họ có nhiều tâm tư, tính toán và hay suy tính lung tung. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ có vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên, họ tự tin quá mức đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Đinh Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này, cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm, giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác. Thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc, bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo giác, nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này, cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm, giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác. Thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc, bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn.
Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh. Tất cả trong công việc lẫn trong quan hệ, điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình, tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác, khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành quả mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loài người, nhưng mà hành quả lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó thì hành quả cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá, cần phải chăm chút thường xuyên. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành, tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không. Thế nhưng trong thâm tâm họ vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên, với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi, và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Luận giải tử vi thấy rằng tuổi Đinh Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi, chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu quyền quý. Khi tuổi còn trẻ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, đến khi bước vào trung vận, sự nghiệp mới được vẹn toàn. Công danh của Đinh Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 40 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang quyền quý. Với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây đi đó. Họ ghét cãi giả, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra, họ lặng lẽ bỏ đi, cho dù đó là một cuộc cãi giả có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa, trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy thiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt, thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch đến mang theo nhiều biến chuyển đáng chú ý cho cô bác tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Ở độ tuổi này, dù đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ mở ra những cơ hội lẫn thách thức đáng suy ngẫm. Dưới đây là những phương diện chính về công danh, sự nghiệp, tài lộc, gia đạo và sức khỏe dành cho cô bác trong thời điểm này. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, đối với những cô bác đang nghỉ hưu trong thời điểm này, thời gian rảnh rỗi có thể giúp cô bác dành nhiều sự tập trung cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý không để tâm trạng quá bận tâm về những điều đã trải qua, tránh lo âu ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu có điều kiện, cô bác có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, công tác từ thiện để cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn và tinh thần phấn chấn hơn. Đối với những cô bác còn tiếp tục làm việc thì thời điểm này,
công việc có thể gặp một vài khó khăn, nhưng cũng đồng thời xuất hiện những cơ hội đáng kể. Cô bác vẫn cần kiên nhẫn lắng nghe và xử lý mọi việc một cách chậm rãi, tránh quyết định vội vàng. Đồng nghiệp và cấp trên cũng sẽ hỗ trợ rất tốt cho cô bác trong công việc. Nếu có khó khăn, hãy mạnh dạn chia sẻ, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, tránh lo lắng quá mức về những vấn đề cũ, thay vào đó nên tập trung vào những nhiệm vụ hiện tại. Xét về phương diện tài lộc, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, tài lộc của cô bác tuổi Đinh Dậu được dự báo có nhiều khởi sắc. Đối với những cô bác đang đầu tư kinh doanh thì đây sẽ là khoảng thời gian thuận lợi để sinh lời. Các cơ hội đầu tư làm ăn dường như đến liên tục. Nếu biết tận dụng đúng lúc, tài lộc sẽ không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, vẫn cần cảnh giác, không nên quá mạo hiểm, tránh đầu tư vào những dự án không rõ ràng. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài lộc chủ yếu đến từ nguồn thu nhập ổn định và sự giúp đỡ từ con cháu. Trong thời điểm này, cô bác có thể nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ gia đình, con cái. Tuy nhiên, không nên tiêu xài quá mức, nên tích lũy một phần để phòng tránh những sự việc bất ngờ. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch của cô bác tuổi Đinh Dậu sinh 1957 mang đến nhiều niềm vui và cơ hội. Dù có thể gặp một vài khó khăn nhỏ, nhưng sự kiên nhẫn và bình tĩnh sẽ giúp cô bác vượt qua. Đây cũng là thời điểm để tận hưởng những thành quả mà bản thân cô bác đã gặt hái, đồng thời vun đắp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Quý cô bác tuổi Đinh Dậu sinh 1957 thân mến, để giúp cô bác nắm rõ hơn về vận trình tử vi chi tiết, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những ngày nào là các lợi mang lại may mắn và ngày nào cần tránh để mọi việc được thuận buồm xuôi gió hơn nhé. Chi tiết cụ thể như sau. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, gia đạo trong thời điểm này hứa hẹn nhiều niềm vui và sự bình yên cho cô bác. Con cháu trưởng thành và thành đạt, mang đến niềm tự hào và hạnh phúc cho gia đình. Tuy nhiên cũng sẽ không tránh khỏi một vài bất đồng nhỏ trong gia đình, đặc biệt liên quan đến các vấn đề chăm sóc sức khỏe hoặc cách dạy dỗ cháu chắt. Cô bác nên giữ sự bao dung và lắng nghe để tránh mâu thuẫn không đáng có. Ngoài ra, đây cũng là tháng mà tình cảm gia đình cần được vun vén. Hơn nữa, cô bác nên dành thời gian bên gia đình và con cháu để cùng chia sẻ những kỷ niệm cũ và hướng dẫn thế hệ sau những bài học quý giá từ cuộc sống. Các hoạt động gia đình như đi du lịch ngắn ngày, họp mặt cũng là cách để thắt chặt tình cảm. Điều này sẽ mang lại không khí vui vẻ và ấm áp trong gia đình. Xét về phương diện sức khỏe, sức khỏe của cô bác tuổi Đinh Dậu sinh 1957 đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này cần được chú trọng. Thời tiết thay đổi có thể ảnh hưởng đến xương khớp và huyết áp, đặc biệt là đối với những cô bác có tiền sử bệnh mãn tính, cần giữ chế độ ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi đúng giờ và tránh căng thẳng. Thời điểm này, cô bác cũng nên tập trung vào việc rèn luyện thể chất nhẹ nhàng như đi bộ, tập dưỡng sinh hoặc yoga để duy trì sức khỏe ổn định. Đồng thời, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện kịp thời các vấn đề nếu có. Cô bác càng chú trọng việc chăm sóc bản thân thì càng giúp cô bác cảm thấy tinh thần minh mẫn và lạc quan hơn. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, những ngày này sẽ là thời điểm thuận lợi cho những ai đang làm việc hoặc có dự định khởi sự công việc mới. Đây là thời điểm mà cô bác có thể bắt đầu những dự án quan trọng hoặc đưa ra những quyết định lớn liên quan đến sự nghiệp. Nếu có vấn đề nào cần giải quyết, hãy sử dụng ngày này để hành động, vì mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi hơn so với những ngày khác. Xét về phương diện tài lộc, tài lộc trong thời điểm này khá ổn định, đặc biệt đối với những người đang kinh doanh hoặc đầu tư. Đây là thời điểm tốt để kiểm soát các nguồn tài chính, đánh giá lại các khoản đầu tư hiện tại và có thể quyết định mở rộng thêm nếu cần thiết. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc chi tiêu và đầu tư lớn. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, thời điểm này là lúc tình cảm gia đình được đề cao. Cô bác có thể tận dụng ngày này để tạo thêm sự kết nối với con cháu hoặc tổ chức những hoạt động chung để gia đình thêm phần gần gũi. Nếu có những mâu thuẫn nhỏ trước đây trong gia đình, hãy dùng ngày này để hòa giải, giúp mọi việc êm ấm và gia đình hạnh phúc hơn. Xét về phương diện sức khỏe, sức khỏe những ngày này cần được chú ý, đặc biệt đối với những ai có tiền sử bệnh về xương khớp hoặc huyết áp.
Thời tiết thay đổi có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định, vì vậy, cô bác cần lưu ý chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Và tiếp theo là tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 11 âm lịch của tuổi Linh Dậu sinh 1957. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, đối với những người vẫn còn tham gia công việc, những ngày này sẽ là thời điểm lý tưởng để giải quyết các công việc quan trọng hoặc tiến hành các dự án lớn. Cô bác sẽ có cơ hội được hỗ trợ bởi những người có uy tín và những nỗ lực trước đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy tận dụng thời gian này để tiến hành các công việc cần sự tập trung và đầu tư lớn. Xét về phương diện tài lộc, đây sẽ là thời điểm dưỡng tài lộc, sẽ rất phù hợp cho việc kinh doanh đầu tư. Những cô bác đang có kế hoạch đầu tư lớn hoặc mở rộng kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày này. Cơ hội sinh lời là rất cao, các khoản đầu tư mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc đưa ra các quyết định mạo hiểm. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, đây là lúc mà tình cảm gia đình được đề cao. Những buổi sum họp trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình sẽ mang lại không khí vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có thể, cô bác nên dành thời gian để tổ chức các hoạt động gia đình như ăn uống, du lịch ngắn ngày để tạo thêm sự gắn kết với con cháu. Xét về phương diện sức khỏe, trong thời điểm này sức khỏe của cô bác tương đối tốt, nhưng cần lưu ý đến chế độ ăn uống, đặc biệt là giảm thiểu các thực phẩm có hại cho hệ tiêu hóa. Vận động nhẹ nhàng và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cô bác cảm thấy khỏe mạnh và tươi tắn hơn. Quý cô bác tuổi Đinh Dậu sinh 1957 thân mến, bên cạnh việc biết trước được những ngày tốt xấu đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, cô bác cũng nên quan sát kỹ xung quanh mình xem có xảy ra những hiện tượng sau đây hay không, vì nó chính là những dấu hiệu cảnh báo xấu cho tài vận và gia đạo của quý cô bác đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Cô bác hãy cùng theo dõi ngay những dấu hiệu tâm linh cảnh báo xấu cho con giáp tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Các cô bác đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, do đó cần phải tinh tế và nhạy cảm với những dấu hiệu tâm linh xung quanh. Những dấu hiệu này không chỉ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp, tài vận, gia đạo và sức khỏe, mà còn có thể là những thông điệp từ vũ trụ, nhắc nhở các cô bác cần phải chú ý và điều chỉnh cuộc sống. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo có thể ảnh hưởng đến các lĩnh vực này, giúp các cô bác nhận diện và chủ động phòng tránh. Về mặt sự nghiệp, những dấu hiệu cảnh báo khó khăn, nỗi lo thường trực. Nếu cảm thấy thường xuyên lo lắng hoặc bất an về công việc, đây có thể là dấu hiệu cho thấy có điều gì không ổn đang diễn ra. Những cô bác còn đi làm có thể cảm thấy mệt mỏi và áp lực hơn bao giờ hết. Cảm giác này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn đến hiệu suất làm việc. Hãy tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Có thể bạn sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp với đồng nghiệp hoặc cấp trên, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Nỗi lo về công việc có thể làm bạn mất tự tin, ảnh hưởng đến quyết định của bản thân. Những giấc mơ kỳ lạ, các giấc mơ về việc thất bại, mất việc hoặc gặp phải những tình huống xấu trong công việc cũng có thể là dấu hiệu tâm linh cảnh báo. Nếu những giấc mơ này xuất hiện liên tục, hãy coi đó là lời nhắc nhở để cô bác tập trung hơn vào công việc và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác. Những giấc mơ có thể là tiếng gọi từ nội tâm, nhắc nhở bạn về những lo lắng chưa được giải quyết trong công việc. Những dấu hiệu bất ngờ trong công việc, nếu đột nhiên nhận thấy nhiều sự cố trong công việc như hỏng hóc máy móc, nhầm lẫn trong dự án hoặc các cuộc họp bị hoãn lại liên tục, đây có thể là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không thuận lợi đang đến gần. Những sự cố nhỏ tưởng chừng không quan trọng lại có thể là dấu hiệu của sự bất ổn lớn hơn. Hãy cẩn trọng trong từng bước đi, đồng thời chủ động giải quyết các vấn đề ngay khi chúng nảy sinh. Về mặt tài vận, các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tài chính, tiền bạc thất thoát. Nếu cảm thấy tiền bạc của mình tự dưng biến mất mà không rõ lý do, hoặc thường xuyên gặp phải các vấn đề về tài chính, có thể đây là dấu hiệu cho thấy có một nguồn năng lượng xấu đang ảnh hưởng đến tài vận của bạn. Những người có thói quen tiêu xài phung phí hoặc không kiểm soát được tài chính sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý chi tiêu. Cần tỉnh táo và xem xét lại những thói quen tài chính của bản thân, cũng như tránh xa những món đồ không cần thiết. Khó khăn trong việc tiết kiệm. Nếu cô bác cảm thấy rất khó khăn trong việc tích lũy tài sản hoặc các khoản đầu tư không đem lại lợi nhuận như mong đợi, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cần xem xét lại các quyết định tài chính. Có thể có ai đó đang ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính của bạn, hoặc bạn cần phải điều chỉnh cách quản lý tài chính cá nhân tốt nhất. Hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính
trước khi đưa ra các quyết định quan trọng. Cảm giác bất an về tài chính. Nếu cảm thấy thường xuyên lo lắng về tài chính, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong một chu kỳ xấu. Cảm giác này có thể xuất phát từ việc không đủ tài chính để trang trải cuộc sống hàng ngày, hoặc từ những gánh nặng mà bạn đang phải gánh vác. Đây là lúc cần kiểm soát cảm xúc và xem xét lại cách tiêu dùng của bản thân. Hãy lập kế hoạch chi tiêu hợp lý và tạo ra một quỹ dự phòng cho những tình huống khẩn cấp. Về sức khỏe, những dấu hiệu cảnh báo tâm linh. Cảm giác mệt mỏi thường xuyên. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi không rõ nguyên nhân, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị ảnh hưởng bởi năng lượng xấu. Việc này có thể xảy ra khi bạn chịu áp lực lớn từ công việc hoặc gia đình dẫn đến tình trạng kiệt sức. Bạn cần chú ý đến chế độ nghỉ ngơi, tránh để áp lực làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Dành thời gian cho những hoạt động thư giãn như thiền, yoga hay đi dạo để giải tỏa căng thẳng. Các triệu chứng kỳ lạ. Nếu đột nhiên gặp phải các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt hoặc các vấn đề tiêu hóa mà không rõ nguyên nhân, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang phải ứng với các yếu tố bên ngoài, nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề. Nếu cần thiết hãy tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế, đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu cảm thấy sức khỏe không ổn định, sự mất cân bằng trong cảm xúc, nếu cảm thấy thường xuyên bất ổn về tâm lý, dễ nổi nóng hoặc thường xuyên lo âu, hãy chú ý đến các dấu hiệu này. Những cảm xúc tiêu cực này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Hãy thực hành các phương pháp thư giãn như nghe nhạc, đọc sách hoặc tham gia các hoạt động nghệ thuật để cải thiện tâm trạng. Nếu cảm thấy cần thiết, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý để có hướng giải quyết hợp lý. Những dấu hiệu tâm linh cảnh báo trên đây là những yếu tố mà tuổi Đinh Dậu sinh 1957 cần lưu tâm bằng việc chú ý và lắng nghe những thông điệp từ vũ trụ. Các cô bác có thể điều chỉnh cuộc sống, từ đó vượt qua những khó khăn và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Hãy luôn tin tưởng vào trực giác của mình và tìm kiếm những cách tích cực để vượt qua thử thách. Mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu chúng ta biết lắng nghe bản thân và điều chỉnh cuộc sống một cách khéo léo. Về mặt tình cảm gia đạo, những dấu hiệu cảnh báo xung đột trong gia đình, căng thẳng trong mối quan hệ. Nếu nhận thấy mối quan hệ với các thành viên trong gia đình trở nên căng thẳng hoặc thường xuyên xảy ra tranh cãi, đây có thể là dấu hiệu cho thấy có điều gì không ổn đang ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong gia đình. Những mâu thuẫn nhỏ có thể bùng phát thành những cuộc cãi giả lớn. Nếu không được giải quyết kịp thời, hãy cố gắng lắng nghe ý kiến của người khác và chia sẻ cảm xúc của mình một cách chân thành. Giấc mơ về người đã khuất. Những giấc mơ gặp lại người đã khuất có thể là dấu hiệu cảnh báo về mối quan hệ trong gia đình. Họ có thể đang muốn nhắn gửi một thông điệp nào đó về tình cảm gia đình, nhắc nhở về việc duy trì sự hòa thuận. Những giấc mơ này có thể xuất hiện vào những lúc bạn đang gặp khó khăn trong việc kết nối với các thành viên trong gia đình. Hãy dành thời gian để trò chuyện với họ và thể hiện sự quan tâm. Các sự cố xảy ra liên tiếp. Nếu liên tục gặp phải các sự cố nhỏ trong gia đình như hỏng hóc thiết bị, thú cưng đau ốm hoặc các tình huống không mong muốn xảy ra, có thể đây là dấu hiệu cho thấy cần phải chăm sóc và quan tâm đến gia đình hơn. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, mà còn có thể làm suy giảm tinh thần của các thành viên trong gia đình. Hãy tổ chức những buổi gặp gỡ, trò chuyện để hàn gắn và xây dựng sự kết nối trong gia đình. Quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh 1957 thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh 1957 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tỳ Hưu. Với người tuổi Đinh Dậu, Tỳ Hưu có khả năng bảo vệ và hóa giải những tác động tiêu cực. Nó có khả năng đuổi tà ma, xua tan rủi ro và bảo vệ khỏi các yếu tố không mong muốn. Trong cuộc sống, sự hiện diện của Tỳ Hưu có thể tạo ra một bức tường bảo vệ năng lượng xung quanh, giúp duy trì sự yên bình và an toàn. Bên cạnh đó, Tỳ Hưu cũng biểu thị sự may mắn và thịnh vượng. Nó có khả năng thu hút tài lộc và tạo ra một luồng năng lượng tích cực trong môi trường.
Tỳ hưu tượng trưng cho sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ và tăng cường năng lượng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Quả cầu phong thủy. Với người tuổi Đinh Dậu, quả cầu phong thủy có khả năng bao bọc và mang đến bình an cho không gian xung quanh. Ánh sáng phản chiếu qua quả cầu tượng trưng cho ánh sáng tinh thần, giúp làm sáng tỏ tâm hồn và thu lại sự yên bình. Đặt quả cầu phong thủy trong nhà hoặc nơi làm việc có thể giúp tạo ra môi trường tĩnh lặng và thuận lợi cho tập trung thiền định và sự sáng tạo. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy còn có khả năng thu hút năng lượng dương tích cực và tăng cường may mắn, sự thành công của kết quả. Cầu phong thủy tượng trưng cho sự toàn vẹn và cân bằng, giúp tạo ra dòng năng lượng ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Thiềm thư. Đối với người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 mệnh thổ, thiềm thư phong thủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc thu hút và bảo vệ tài sản, cùng với việc giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Thiềm thư có hình dáng tròn trịa, có ba chân, vị trí đặt thiềm thư trong nhà hoặc nơi làm việc của người tuổi Đinh Dậu có thể tạo ra dòng năng lượng thúc đẩy tài lộc và thuận lợi. Đặc biệt với mệnh thổ, thiềm thư có khả năng định vị và kiểm soát, giúp họ bám trụ vào cơ hội và giải quyết khó khăn một cách linh hoạt. Thiềm thư còn được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho sự thăng tiến và phát triển trong cuộc sống. Với người tuổi Đinh Dậu sinh 1957, thiềm thư phong có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự nghiệp, định hình tương lai và tăng cường khả năng quản lý tài chính. Thuyền buồm phong thủy. Thuyền buồm phong thủy là biểu tượng mang trong mình biểu tượng về hành trình khám phá và cơ hội mới. Đối với người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 mệnh thổ, thuyền buồm có ý nghĩa quan trọng việc hướng sự phát triển thăng tiến và mở rộng cơ hội trong cuộc sống. Thuyền buồm là biểu tượng cho sự tự do và khao khát khám phá. Đối với những người tuổi Đinh Dậu sinh 1957, nó có thể thúc đẩy khao khát học hỏi, giúp họ tiếp tục mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển. Thuyền buồm phong thủy cũng có khả năng tạo ra sự cân bằng năng lượng trong môi trường xung quanh bằng cách đặt nó ở những nơi quan trọng, ngôi nhà hoặc nơi làm việc. Người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 có thể tận dụng khả năng hấp dẫn để thu hút những cơ hội thú vị và may rủi trong cuộc sống. Tượng cá. Cá phong thủy là một biểu tượng mang trong mình với nhiều ý nghĩa tích cực trong văn hóa phong thủy. Đối với người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 mệnh thổ, nó có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo ra sự cân bằng và thúc đẩy tài lộc, mang lại may mắn và thịnh vượng cho cuộc sống. Cá thường được xem là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho tài nguyên dồi dào và khả năng sinh sản. Với người tuổi Đinh Dậu sinh 1957, vật phẩm có thể giúp cân bằng năng lượng, tạo ra môi trường thích hợp để tài lộc và cơ hội tự nhiên đến gần họ. Ngoài ra, tượng cá còn có ý nghĩa về sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống khi đặt nó ở nơi đang làm việc hoặc trong không gian sống. Người tuổi Đinh Dậu có thể tận dụng năng lượng tích cực mà nó mang lại để tạo ra môi trường sự phát triển và thành công. Cây tài lộc. Cây tài lộc là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn trong cuộc sống, đặc biệt đối với những người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 mệnh thổ. Cây tài lộc có thể thu lại những cơ hội mới, thuận lợi và phát triển trong sự nghiệp và tài chính. Hình ảnh cây xanh mọc mạnh mẽ, sức sống, thể hiện khả năng phát triển vượt bậc và tạo nên môi trường thịnh vượng. Cây tài lộc cũng có khả năng hút tài lộc và may mắn vào nhà hay nơi làm việc của người tuổi Đinh Dậu. Hình ảnh cây xanh và quả trái là biểu tượng của sự sinh khí đầy đủ và thịnh vượng, giúp tạo ra một môi trường tích cực và giàu có. Thưa quý khán giả, Phật nói về lý do tại sao bạn lại không có tiền, có nói mỗi người đều có số tiền xứng đáng với bản thân, có cố mấy cũng bằng thừa. Và những điều này được quyết định bởi những nhân đã gieo trồng ở kiếp trước. Vì vậy, nếu có đủ phước thì dù không tranh giành thì cũng không thiếu tiền. Nếu thiếu phước thì dù có bí mật tranh giành thì cũng không thể lấy được tiền. Tiền làm ra được là một chuyện, nhưng tích lũy được nó để trở thành người giàu hay không là một chuyện khác. Không phải ai cũng đủ phước để giữ tiền ở lại và trở thành người giàu. Chúng ta cần thiết lập một quan niệm đúng đắn về tiền bạc. Đừng quá tham tiền chứ đừng nói đến chuyện mất đạo đức vì tiền. So với tiền bạc và đạo đức thì đạo đức quan trọng hơn, vì đạo đức là nền tảng của tiền bạc và lòng vị tha là nguồn phước. Nếu chúng ta có thể hiếu thảo với cha mẹ, rộng lượng với người khác, nghĩ đến người khác nhiều hơn trong mọi việc và coi lòng vị tha là nguyên tắc ứng xử với người khác, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được phước báo to lớn và đạt được sự nghiệp vĩ đại. Vấn đề căn bản của đời sống là chúng ta phải tập cân đối thu chi giữa cái hiện tại ta đang có, cái mà chúng ta phấn đấu,
có cái hiện đang tiêu xài và tiềm năng tài chính của bản thân ở thời điểm hiện tại. Đức Phật khuyên, Phật tử tại gia sử dụng tiền một cách có ý thức và không bị u mê quá mức, ai cũng nên quan tâm đến kế sinh nhai bản thân. Tiền dự trữ lúc về già, quản hỗ trợ gia đình, tiền hỗ trợ xã hội, tất cả chúng sinh đều có trí tuệ và đức hạnh của Như Lai. Chúng ta nên biết ơn Đức Phật và cầu phúc bằng cách thực hành một cách cung kính và chân thành. Cây dù có cao lớn bao nhiêu cũng đừng bao giờ quên gốc rễ. Người tài giỏi đến mức nào cũng đừng bao giờ sống vô ơn. Lòng biết ơn chính là việc tốt nên là mỗi ngày của Phật tử khi chào đời và khi trưởng thành. Chúng ta báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ bằng lòng hiếu thảo. Khi lớn lên là học sinh, chúng ta không bao giờ quên công ơn của thầy cô trong giáo dục. Còn khi chúng ta lớn lên được nhiều người giúp đỡ, chúng ta không bao giờ được quên những người thân thiết, sự an ủi tận tình của người khác. Khi chúng ta suy sụp, chúng ta không bao giờ quên lòng tốt từ bát cháo nóng của người đã cho chúng ta, lòng tốt giúp đỡ chúng ta lúc đói nghèo, khó khăn. Nếu chúng ta biết cách đề đáp lòng tốt, chúng ta sẽ có phước lành trong suốt cuộc đời. Chúng ta cần có một tấm lòng biết ơn báo đáp lòng tốt và ghi nhớ những lòng tốt mà người khác đã làm cho mình. Với lòng biết từ tận trái tim bạn sẽ có được sự bình yên và tĩnh lặng. Cuộc sống của bạn sẽ bớt đầy những oán giận và lo lắng. Chỉ khi một người có tấm lòng biết ơn, thì người đó mới có thái độ tốt và khám phá được nhiều vẻ đẹp hơn. Là một con người, bạn có thể không có gì, nhưng bạn không thể không có lòng biết ơn. Hãy cho cuộc sống một lý do để mỉm cười và đừng để trái tim mình mang quá nhiều gánh nặng. Hãy cho mình một cách ấm áp để lấp đầy khung cảnh cuộc sống. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.